Dạ xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Xin được cảm ơn nữ danh ca Bích Phượng, xin được cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị dành cho chị Bích Phượng. Quý vị thấy chị Bích Phượng hát hay không ạ? Dạ vỗ tay thật lớn được không ạ? Cặp quý vị về những hàng ghế trên đây để ngồi tham dự chương trình. Một năm thì chúng ta có một cái chương trình như thế này, cũng là chương trình truyền thống, thì mong tất cả quý vị chúng ta ngồi lên những hàng ghế trên đây để cùng với tất cả anh chị em nghệ sĩ của chúng tôi thưởng thức chương trình. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt để chào đón ngôi sao sân khấu nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long quý vị ơi. Dạ, xin chào tất cả các Phật tử cùng quý vị, là chào trân trọng và thân yêu nhất. Dạ, nhớ năm ngoái thì Tử Long cũng đến chùa và trời mưa rất lớn, nhưng mà hôm nay trời quang mây tạnh, mong rằng là trời quang mây tạnh cho đến suốt buổi lễ ngày hôm nay. Và bài hát đầu tiên xin được mời tất cả quý vị và quý Phật tử cùng lắng nghe một ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Thanh Sơn, bài hát mang tên Cây Cầu Dừa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quý vị, xin cảm ơn quý Phật tử rất nhiều. Và bài hát thứ hai, xin mời quý Phật tử cùng tất cả quý vị cùng thưởng thức một ca khúc cũng rất là quen thuộc và chụp hình. Của nhạc sĩ Hồ Phi Lan đã được mang tên Sao Trời Làm Gió. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và Sao Trời Làm Gió, cái đình gió Sao Trời Làm Gió. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị, quý vị, quý vị.
Dạ, xin được cảm ơn anh Kim Tử Long rất là nhiều đã thực hiện cái lời hứa của mình ở năm rồi. Mưa tầm tã thì anh vẫn hứa là quay trở lại trường Vũ U một lần nữa. Thì ngày hôm nay anh đã giữ đúng lời hứa, mặc dù rất là bận và chuẩn bị phải ra sân bay liền, nhưng mà anh vẫn đến đây để hát cho chúng ta. Một lần nữa hãy lì xì cho anh Long một tràng vỗ tay thật lớn quý bà con. Dạ, xin cảm ơn quý Phật tử cùng quý vị rất là nhiều, và mong là quý vị và quý Phật tử ủng hộ cho chùa bằng cách là chúng ta làm một cái công tác rất là từ thiện. Mình có bao nhiêu cũng được mình bỏ vào một từ thiện để có thể gây quỹ cho chương trình của sư cô. Một lần nữa xin chúc cho mọi người luôn hạnh phúc, an lành và gia đình luôn luôn phát tài phát lộc. Xin chào tạm biệt. Dạ, xin được cảm ơn Phật Thái Hiệu và những lời chúc tốt đẹp của anh Long dành cho tất cả quý vị. Và tiếp đó chương trình thì luật sư mời ra sân khấu, đó là một ca sĩ Chí và cũng là một Phật tử đệ tử của trường Vũ U, cô bé rất là xinh đẹp. Một tràng vỗ tay dành tặng cho bé.